Nga răng bẫy đánh úp tiêu diệt gần 700 quân, phá nát pháo tự hành xe xa của Ukraine. Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 7 cho biết, trong ngày qua, quân đội Ukraine tiếp tục tiến công theo hai hướng Liman và Donetsk, thay vì ba bốn mặt trận cùng một lúc như những ngày trước đó, nhưng không thành công. Trong khi Nga lập đầu cầu, chuẩn bị đột phá vào Kupiansk, cuộc tấn công đã loại bỏ tới gần 700 quân sĩ, phá nát pháo tự hành xe xa. Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận cụ thể theo kênh Rai Ba, các lực lượng vũ trang Nga đang tấn công mạnh trên hướng Kupiansk, đồng thời giáng trả những đợt tấn công liên tiếp bằng sóng người của Ukraine. Đổi lại ở khu vực Zaporizhia, lực lượng của Kiev đã giành được một số tiến triển mới. Tại khu vực Kupiansk, quân đội Nga đang tiếp tục giáng trả ác liệt, đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine ở phía tây Liman 1. Sau khi quân Nga củng cố vị trí tại nhà ga đường sắt Mochanovo, lực lượng Ukraine đã rút về các vị trí dự bị. Tuy nhiên, hoạt động của Ukraine gần Kupian là rất cao. Điều này cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Gần Sinkovka, các đơn vị của tiểu đoàn 13 thuộc Lữ đoàn Đổ bộ đường 095 Ukraine được triển khai để hỗ trợ tiểu đoàn xung kích 20 đã được ghi nhận. Tại ngoại vi Kupians và các khu định cư lân cận, hai khẩu đội pháo đã được di chuyển, có lẽ để hỗ trợ các nhóm bộ binh tấn công. Ngoài ra, quân tiếp viện từ Lữ đoàn 3 Ukraine đã đến Dvoreknaya. Quân đội Nga được cho là đã thiết lập đầu cầu qua sông Derebets phía tây Kazam Dinovka nhằm tiếp cận ngoại ô vùng phía đông của Kupiansk và đe dọa sự tập trung của các lực lượng Ukraine theo hướng Krasniliman. Tại khu vực Svatovo, trong hai ngày qua, đã có các báo cáo về cuộc tiến công của quân đội Nga theo hướng novo Egorovka với mức độ thành công khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về điều này. Trước đó cũng từng có tin, Nga đã làm chủ khu vực Novoseloskoye, nhưng trên thực tế, ngôi làng này vẫn ở trong vùng xám. Ở phía nam, Nga tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương vào mỏm phía tây Kamazinovka. Cũng như ở các khu vực khác, Ukraine đang cố gắng tấn công theo nhóm nhỏ trên các phương tiện bọc thép hạng nhẹ, nhưng Nga vẫn đang giữ vị trí. Theo hướng Krasnopopovka, lữ đoàn 21 Ukraine đang cố gắng đánh bật quân đội Nga khỏi trận địa của họ gần Banka, Jurapka, hai xe tăng đã được di chuyển vào khu vực để hỗ trợ cuộc tấn công. Tại mỏm Totski, sau nhiều cuộc tấn công của các nhóm trinh sát Nga, Ukraine đã tăng cường phòng thủ. Ở phía nam trong rừng Serebryansky, các đơn vị liên hợp của Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của Ukraine. Đánh giá về các dịch chuyển vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine trong tương lai gần, cuộc tấn công dữ dội vào vùng ngoại ô của làng Diprova sẽ tăng lên. Tuy nhiên hiện tại quân Nga đang thọc sâu vào các trận địa của Ukraine mở rộng vùng kiểm soát trong các khu rừng theo hướng Kremenaya và cố gắng san bằng chiến tuyến. Trên hướng Soleda gần Kleschevka, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trên từng mét của khu định cư. Lực lượng Nga đã tấn công cứ điểm của Ukraine, hạ một trung đội bộ binh, đồng thời Ukraine bị tổn thất nặng nề về người và thiết bị khi di chuyển qua bãi mìn, khu vực mục tiêu. Giao tranh giành vị trí tiếp tục diễn ra trong các khu vực Abdiivka và Marinka. Cả hai bên đang tham gia vào các cuộc đấu súng, máy bay không người lái và máy bay không người lái FPV tích cực hoạt động. Trên khu vực mỏng Vremiev, Ukraine tiếp tục cố gắng tấn công các vị trí của Nga gần Staromayoskoye và Urozhanoye. Ngoài ra có giao tranh dữ dội ở khu vực rãnh Grusheva. Ở hướng Zaporizhia, Bộ Chỉ huy Ukraine sau những cuộc tấn công bằng sóng người tưởng chừng như vô nghĩa đã đạt được một bước tiến quan trọng khi kiềm chế các đơn vị Nga trong cận chiến, buộc họ phải tiêu hao đạn dược cho các nhóm bộ binh nhỏ. Ukraine tăng cường phản pháo nhằm mục tiêu giành ưu thế về phương tiện sát thương trên chiến trường. Số lượng các cuộc tấn công bằng đạn dẫn đường chính xác của Ukraine đã tăng lên đáng kể, bao gồm cả việc sử dụng pháo phản lực HIMARS. Cùng với đó, lực lượng vũ trang Ukraine đang củng cố lực lượng khi triển khai lữ đoàn pháo binh 148 với 35 khẩu pháo và pháo phản lực tới Lukia Svetlaya Dolina và Nezenka. Ngoài ra, các đơn vị công binh với xe chở cầu phao do phương Tây sản xuất, hệ thống giả phá bom mìn và thiết bị xây dựng đã đến Kamyshevaka. Tại Zaporizhia, dự kiến Ukraine sẽ tăng cường quân tiếp viện di chuyển bằng tàu quân sự. Ngoài ra, các bệ phóng HIMARS bổ sung đã được bố trí. Theo hướng Kherson, vào buổi sáng, biệt kích Ukraine trên ba chiếc thuyền một lần nữa cố gắng đổ bộ trên đảo Antonovsky, di chuyển từ sông Kosevaya nhưng đã bị Nga phát hiện và tập kích bằng pháo. Một chiếc thuyền với 6 binh sĩ Ukraine đã bị phá hủy và hai chiếc còn lại quay trở lại Kherson mà không đến được đích. Không có thay đổi đáng kể trong các khu vực khác. Ukraine đang tiếp tục phản công, Bắc mút đỏ lửa. Theo Newsweek, bà Hanna Malia, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đang tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công ở mặt trận phía Nam. Trong khi đó, chiến sự đang diễn ra ác liệt ở khu vực rìa Bắc Mút với ba điểm nóng Klitschivka, Andriivka và Kudyumivka. Quân đội Ukraine đang cố gắng đè bẹp lực lượng Nga bên trong thành phố bằng cách tấn công đồng thời vào cả hai sườn phía Bắc và Nam của Bắc Mút. Cũng theo Newsweek, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Ukraine đã giành lại được tới 50% diện tích lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát ban đầu trong cuộc xung đột trong khi một cựu cố vấn quân sự Ukraine cảnh báo thương vong của quân đội Nga sẽ tăng vọt khi họ bị tấn công bởi các vũ khí thay đổi cuộc chơi. Tàu chiến Nga giáng đòn đánh chặn xuồng tự sát Ukraine tập kích trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tàu tuần tra của hạm đội Biển Đen đã đẩy lùi cuộc tấn công của hai xuồng không người lái Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngày 26 tháng 7. Đêm qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng hai xuồng không người lái, nỗ lực tấn công bất thành nhằm vào tàu tuần tra Sergei Kotov của hạm đội Biển Đen Nga, khi tàu này đang kiểm soát giao thông hàng hải ở phía tây nam Biển Đen, cách Sevastopol 370 km về phía tây nam. Đồng thời cho biết, tàu Nga đã vô hiệu hóa các xuồng tự sát của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, không có thành viên thủy thủ đoàn nào trên tàu tuần tra của Nga bị thương vong trong vụ tấn công. Đầu tuần trước, một vụ nổ lớn đã xảy ra trên cây cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga, khiến cho công trình chiến lược này bị hư hại. Vài giờ sau, Nga cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tấn công vào cầu Crimea bằng xuồng tự sát. Giới quan sát nhận định, vụ việc cầu Crimea và một số vụ hạm đội biển đen của Nga bị tấn công trước đó đã cho thấy mối nguy hiểm của xuồng tự sát với các mục tiêu quan trọng của Moscow tại khu vực mà họ chiếm ưu thế áp đảo trước Kiev. Skosavik nhà phân tích cấp cao của tổ chức nghiên cứu Rand Corporation nhận định, các xuồng tự sát gắn thuốc nổ của Ukraine có thể được xem là vũ khí đáng gờm chống lại các hạm đội và thậm chí cả cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga ở Biển Đen. Theo ông Savit, xuồng tự sát thậm chí còn nguy hiểm hơn các loại vũ khí trên không như tên lửa và bom. Chi phí tương đối thấp của xuồng tự sát có thể cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công với số lượng lớn, khiến tàu chiến Nga khó phát hiện và đánh chặn toàn bộ mục tiêu. Các chuyên gia cho hay, xuồng tự sát Ukraine thường di chuyển sát mặt biển và kích thước tương đối nhỏ, nên việc phát hiện chúng bằng radar hoặc thiết bị sóng âm phản xạ là một thách thức lớn với Nga. Ngoài ra, các xuồng này có thể bị sóng biển che khuất cho tới khi chúng tới rất gần mục tiêu. Việc đánh chặn các vũ khí tương đối nhỏ, tốc độ khá nhanh lúc này trở nên thách thức hơn. Truyền thông Nga đưa tin, nhà thầu Rush Electronics của nước này đã chế tạo ra các trạm radar di động nặng 25 kg, có khả năng phát hiện ra xuồng tự sát của Ukraine từ khoảng cách 6 km. Thiết bị này có thể được sử dụng để giám sát cầu Crimea và các mục tiêu quan trọng khác có nguy cơ nằm trong tầm tấn công của Ukraine. Theo truyền thông Nga, ban đầu thì các radar này được phát triển với mục đích là bảo vệ các mục tiêu có giá trị cao trên lãnh thổ Nga trước mối đe dọa của máy bay không người lái. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tế, Nga đã phát triển biến thể nhằm truy dò mục tiêu ở mặt nước. Nghi vấn siêu đạn pháo UKRAINA bắn nổ tung khí tài hiếm của Nga Ngày 26 tháng 7, Newsweek đăng tải đoạn video được mô tả là ghi lại cảnh quân đội Ukraine dường như phá hủy radar phản pháo hàng đầu của Nga bằng đạn pháo Excalibur do Mỹ viện trợ. Đoạn video cho thấy Siêu đạn pháo tấn công chính xác của Ukraine dường như khai hỏa vào tổ hợp jupac 1 khiến khí tài Nga nổ tung. Chưa rõ thời gian, địa điểm chính xác xảy ra vụ tập kích. jupac 1 là tổ hợp radar chống pháo binh do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Anmat An Tây của Nga phát triển. Khí tài này được thiết kế và chế tạo với nhiệm vụ phát hiện hỏa lực, theo dõi đường đạn, xác định tọa độ các khẩu đội pháo binh đối phương và chỉ thị mục tiêu cho pháo binh tiêu diệt được đặt trên khung gầm cơ sở của xe bọc thép bánh xích MTLB, Jupak 1 có khả năng cơ động cao và chỉ mất khoảng 5 phút để triển khai chiến đấu. Với nhiều trang bị điện tử hiện đại, radar phản pháo tối tân của quân đội Nga có thể cùng lúc theo dõi hơn 70 mục tiêu, cũng như thay đổi tần số hoạt động để đối phó với thiết bị gây nhiễu điện tử chủ động và thụ động của đối phương. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh nhận định, cả Nga và Ukraine đều đang nhằm mục tiêu vào các radar phản pháo của nhau. Phía Anh giải thích, Hai bên có tương đối ít radar phản pháo, nhưng chúng là vũ khí quan trọng để các chỉ huy tìm và nhắm mục tiêu vào pháo binh của đối phương. Tuy nhiên, các hệ thống radar phản pháo có thể dễ bị tấn công vì chúng phát ra tín hiệu điện tử mà đối phương có thể theo dõi. Theo Anh, tới tháng 3, Nga dường như mất ít nhất 6 tổ hợp Jopak 1M, khiến họ còn rất ít khí tài này ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đang gặp khó khăn trong việc sản xuất bù đắp radar phản pháo nói trên. Vì chúng yêu cầu các linh kiện điện tử công nghệ cao, mặt hàng Nga đang bị hạn chế tiếp cận vì lệnh trừng phạt. Trong khi đó, trang tin tình báo nguồn mở Oris thì cho rằng, dựa vào các hình ảnh trên chiến trường, tính tới tháng 6, Nga có thể đã mất khoảng 10 hệ thống JUPAC với các biến thể khác nhau. Điều đó biến khí tài này trở thành hàng hiếm trong quân đội Nga. Hồi tháng 1, Mỹ công bố viện trợ cho Ukraine hơn 500 quả đạn pháo M982 Excalibur, Dòng đạn pháo được trang bị tính năng định vị toàn cầu GPS này có thể tấn công mục tiêu đối thủ trong rừng và những địa hình hiểm trở. Theo giới quan sát, Excalibur có thể giúp Ukraine khắc chế thế áp đảo về hỏa lực của Nga trong thời gian qua. Trước đó, một đại diện của lực lượng dân quân ly khai ở Donetsk, miền đông Ukraine, từng cảnh báo về siêu đạn pháo dẫn đường Excalibur, nhận định đây có thể sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất mà Mỹ đã chuyển cho Kiev. Quan chức trên nhấn mạnh, đây có thể là vũ khí nguy hiểm nhất. Những loại đạn này được trang bị một thiết bị tìm kiếm và có thể điều chỉnh đường bay của chúng khi tiếp cận mục tiêu. Chỉ có thể có một biện pháp đối phó là bằng các cuộc tấn công vào các kho chứa đạn dược và các phương tiện vận chuyển chúng đến các bệ phóng. Loại đạn này phải được ngăn chặn để không bao giờ được đưa đến các vị trí khai hỏa. Cuộc phản công bế tắc của Ukraine đặt ông Biden vào tình thế chính trị khó khăn. Chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt ra chiến lược rót hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm tạo điều kiện cho Kiev đàm phán với Nga với vị thế là cửa trên. Tuy nhiên, việc cuộc phản công của Ukraine lâm vào bế tắc có thể thách thức khả năng tiếp tục cung cấp vũ khí của Mỹ và phương Tây, vốn vẫn được cho là chưa đầy đủ, đồng thời tạo điều kiện chỉ trích cho những người phản đối viện trợ Ukraine quá mức. John Hobbs cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, nói với The Wall Street Journal WSG. Thật dễ dàng để cung cấp thêm khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Nhưng chính quyền Biden hiện đang rất ít lựa chọn. Việc ngừng viện trợ cho Ukraine có thể tạo điều kiện cho Nga giành chiến thắng và sẽ là thất bại đặc trưng trong chính sách đối ngoại của Biden, tương tự như việc rút quân khỏi Afghanistan. Việc dành hơn 43 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Kiev của chính quyền Biden đang phải đối mặt với những thách thức tại quốc hội từ một số thành viên của Đảng Cộng hòa. 13 thành viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện hôm 20 tháng 7 đã bỏ phiếu ủng hộ một sửa đổi đối với dự luật chi tiêu quốc phòng hàng năm, vốn sẽ hạn chế khả năng tài trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, dự luật này đã không được đa số chấp thuận và cho đến nay, sự ủng hộ dành cho Ukraine vẫn mạnh mẽ giữa các đảng viên Cộng hòa khác trong quốc hội. Khi tiến tới cuộc tranh cử tổng thống vào năm tới, các đối thủ của ông Biden, trong đó nổi lên là hai ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa, gồm cựu tổng thống Donald Trump và thống đốc Florida Ron DeSantis, đã gợi ý rằng họ có thể tiết chế hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong khi đó, người Nga cũng tỏ ra rất ít có khuynh hướng đàm phán, Thomas Graham, một thành viên tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ cho biết. Người Nga rất vui khi nói về sự đầu hàng của Ukraine. Tôi không nghĩ họ thực sự quan tâm đến bất kỳ cuộc đàm phán nào về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine nếu thiếu điều đó vào thời điểm này. Theo WSG, cuộc phản công của Ukraine được phát động vào đầu tháng 6 nhằm chiếm lại một phần trong số gần 20% lãnh thổ Ukraine bị Moscow kiểm soát. Mặc dù Ukraine đã chiếm lại một số lãnh thổ nhất định, nhưng Kiev vẫn chưa đạt được bước đột phá nào có thể buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Biden nói trong chuyến thăm Helsinki, Phần Lan hồi đầu tháng này. Kỳ vọng của tôi là có thể giúp Ukraine đạt được tiến bộ đáng kể trong cuộc phản công của họ và điều đó tạo ra một thỏa thuận thương lượng ở khu vực chiến sự. Với việc cả Nga và Ukraine đều không có xu hướng nhượng bộ lẫn nhau để ngồi vào bàn đàm phán, Nhà Trắng hiện có rất ít lựa chọn ngoài việc tiếp tục con đường cứu trợ Ukraine với hy vọng về một bước đột phá chiến trường cuối cùng chống lại các lực lượng cố thủ của Nga hay những dạn nứt chính trị mới ở Moscow. Các quan chức Mỹ cũng thừa nhận cuộc phản công của Kiev đang diễn ra chậm chạp, nhưng nói rằng còn quá sớm để đánh giá hiệu quả cho đến khi Ukraine triển khai thêm các lữ đoàn chiến đấu của mình, đặc biệt là những lực lượng đã được Mỹ huấn luyện tại các căn cứ ở châu Âu. Trong cuộc phỏng vấn hôm 23 tháng 7 trên CNN, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết cuộc tấn công vẫn đang ở những ngày đầu và Ukraine đã lấy lại khoảng 50% lãnh thổ kể từ tháng 2 năm 2022 khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Quan chức cấp cao giấu tên tại châu Âu cho biết, một số nước phương Tây không mấy kỳ vọng lực lượng Ukraine có thể đánh bật quân đội Nga khỏi toàn bộ miền đông Ukraine hoặc chiếm lại Crimea. Quan chức này cho hay: "Chúng tôi không mong đợi rằng họ sẽ có thể lấy lại toàn bộ lãnh thổ đã bị mất vào tay Nga, đặc biệt nếu đang xem xét đến Crimea." và thậm chí cả phần lãnh thổ đã bị kiểm soát vào năm 2014 với vùng Donbass. Thách thức khác mà Mỹ và các đồng minh phải đối mặt là dự trữ vũ khí của Ukraine đang dần cạn kiệt. Phát biểu với các phóng viên vào tuần trước tại diễn đàn an ninh Aspen, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết, Mỹ và phương Tây phải tiếp tục cung cấp càng nhiều và càng nhanh càng tốt cho Ukraine. Một nhà ngoại giao phương Tây ở Washington cho biết, Mỹ có thể phải chấp nhận rằng, cuộc chiến ở Ukraine sẽ không sớm kết thúc và các đồng minh cần chuẩn bị tiếp tế cho Kiev trong một cuộc xung đột kéo dài nhiều năm. Câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ và các đồng minh có quyết tâm hỗ trợ liên tục hay thậm chí mở rộng viện trợ nếu cuộc phản công của Kiev tiếp tục không đạt được kết quả như mong đợi. Ưu tiên hàng đầu của Ukraine là tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất và nhanh chóng tiếp cận kho máy bay chiến đấu F-16. Phát biểu vào tuần trước tại diễn đàn an ninh Aspen, Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland đã công khai lo lắng về khả năng các đồng minh phương Tây sẽ tiếp tục hành trình viện trợ quân sự cho Ukraine. Bà nói, Thực ra nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi đối với Ukraine chính là chúng tôi. Ukraine chuẩn bị gửi báo cáo cho Mỹ về việc sử dụng bom chùm Theo tờ Prada của Ukraine ngày 26 tháng 7, Ukraine sẽ gửi cho Mỹ một báo cáo trong tuần này về việc sử dụng bom chùm do Washington cung cấp trong những gói viện trợ quân sự mới nhất. Trong cuộc phỏng vấn với kênh CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết ông đang chờ báo cáo và sẽ chuyển cho Lầu Năm Góc. Ông Reznikov nêu rõ, Chúng tôi sẽ thông báo về kết quả của việc sử dụng bom, đạn chùm này, nên tôi nghĩ rằng vài ngày tới tôi sẽ có báo cáo đầu tiên và tôi sẽ chia sẻ báo cáo này với các đối tác của Lầu Năm Góc. Tôi hy vọng rằng bom và đạn chùm sẽ hiệu quả hơn đạn thông thường. Ông Rednikov lưu ý, báo cáo này là một phần của thỏa thuận với Lầu Năm Góc về việc chuyển giao bom, đạn chùm. Vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, lần đầu tiên bao gồm cả bom, đạn chùm. Sự hỗ trợ của Washington đã vấp phải sự chỉ trích từ các tổ chức phi chính phủ và khiến một số quốc gia châu Âu và Canada chỉ trích vì bom và đạn chùm được coi là nguy hiểm hơn đối với dân thường và có những quy ước mà nhiều quốc gia tham gia từ chối sử dụng và lưu trữ chúng. Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận rằng việc phê chuẩn chuyển giao bom, đạn chùm cho Ukraine là một quyết định khó khăn, nhưng ông cho rằng đó là điều đúng đắn cần làm trong điều kiện thiếu đạn pháo. Bất chấp đang bị Nga công phá, Ukraine vẫn có tham vọng trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn nhất châu Âu. Theo Prada của Ukraine dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamisin cho biết, nước này có tham vọng trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn nhất ở châu Âu và đã đạt được những thành công đầu tiên, đặc biệt là với tư cách nhà sản xuất tên lửa. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn PAP của Ba Lan ngày 26 tháng 7, ông Kamisin nêu rõ, Chúng tôi đang xây dựng sức mạnh của Ukraine với tư cách là nhà sản xuất vũ khí lớn của châu Âu. Chúng tôi đã có những thành công đầu tiên. Tôi không thể tiết lộ thêm, nhưng điểm nhấn lớn nhất là sản xuất tên lửa. Bộ trưởng Kamisin lưu ý rằng năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã tăng gấp đôi trong tháng qua. Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine là một trong những đơn vị đồng sáng lập dự án Pramod, hỗ trợ phát triển công nghệ quốc phòng ở Ukraine. Theo ông Kamisin, dự án này sẽ cho phép các nhà sản xuất hướng đến ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Ukraine nhanh hơn. Dự án cũng nhắm đến các nhà đầu tư nước ngoài. Nếu họ quyết định sản xuất ở Ukraine, dù trong điều kiện đang có xung đột, họ có thể thử nghiệm sản phẩm của mình trên chiến trường. Điều này sẽ cho họ cơ hội nâng cấp sản phẩm. Tôi nghĩ rằng bất kỳ loại vũ khí nào sản xuất theo cách này sẽ được bán không chỉ ở Ukraine. Ông Kamisin cũng tuyên bố rằng Ukraine đang phấn đấu trở thành một chuyên gia trong chiến tranh thông thường. Ông Kamisin khẳng định: "Ukraine sẽ trở thành kho vũ khí của thế giới tự do và là chuyên gia về chiến tranh thông thường. Chúng tôi muốn đất nước mình trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn nhất ở châu Âu." Trước đó, chính phủ Ukraine đã thông qua một nghị định sẽ đẩy nhanh đáng kể sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ nước này. Quân đội Ukraine mới đây cũng đã được trang bị hơn 20 loại máy bay không người lái mới do các nhà sản xuất trong nước phát triển và lắp ráp dưới sự bảo trợ của công ty khởi nghiệp thuộc bộ quốc phòng